Xin chào bạn, hôm nay thì bác sĩ có tiếp nhận một cái trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi, chị có một cái u mạng sườn bên trái. Đấy, đau giật thót người, cái này đã mổ được 1 năm rồi. Thì hiện tại nó tái phát lên. Trước là mổ xong có làm giải bệnh không? Có xét nghiệm không? Có xét nghiệm. Có xét nghiệm là nó là cái gì? Nó là u mạng sườn tái phát. Thế là chẩn đoán như thế rồi. Cái này phải mổ lại thôi. Với hai đó là cái này chị phải đi chụp cái cộng hưởng từ cho em nhá. Chụp cộng hưởng từ để xem nó ăn vào đâu. Nó ăn sâu ở trong. Nó đến bộ phận nào rồi. Cái này em sợ nó không phải là cái u lành tính. Thôi đùa, này cái chụp cộng từ xong rồi em sẽ kết luận nhá.